Xin kính chào quý vị khán giả, Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Cựu tiếp viên hàng không môi giới mại dâm kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Ngày 29 tháng 5, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận hồ sơ vụ án và đơn kháng cáo của bị cáo Võ Thị Mỹ Hạnh, 27 tuổi, cựu tiếp viên hàng không. Liên quan vụ án, vào cuối tháng 3 năm 2024, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Võ Thị Mỹ Hạnh 3 năm tù về tội môi giới mại dâm. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính kể từ ngày bắt bị cáo chấp hành án và trừ đi hơn 5 tháng tạm giam. Tòa còn buộc bị cáo nộp phạt bổ sung 10 triệu đồng và nộp 20 triệu đồng tiền thu lợi bất chính. Sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Hạnh đã nộp đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Hiện bị cáo Hạnh được tại ngoại. Theo nội dung bản án sơ thẩm, tối 9 tháng 8 năm 2023, Phòng Cảnh sát Hình sự PC02 Công an Thành phố Hồ Chí Minh cùng ban ngành kiểm tra hành chính tại một khách sạn tại phường Bến Thành, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện hành vi mua bán dâm tại 4 phòng trong khách sạn. Qua điều tra, cơ quan công an xác định từ năm 2018 đến khoảng tháng 2 năm 2022, Mỹ Hạnh được một số đối tượng không rõ lai lịch trên mạng xã hội giới thiệu đi bán dâm với giá 20 đến 30 triệu đồng một lần. Hạnh biết được có nhiều nữ tiếp viên hàng không của các hãng khác đồng ý đi bán dâm, nên khi có người mua dâm, Hạnh giới thiệu để được hưởng lợi. Từ khoảng tháng 2 năm 2023, Hạnh môi giới cho các nữ tiếp viên đi bán dâm với giá 10 đến 50 triệu đồng. Hạnh sẽ cộng thêm tiền môi giới và làm trung gian thông báo cho người mua và người bán với giá 3 đến 7 triệu đồng một lần. Trong phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Hạnh thừa nhận hành vi phạm tội và xin hưởng án treo. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị mức án đối với bị cáo Hạnh 3 đến 4 năm tù về tội môi giới mại dâm, phạm tội thuộc trường hợp đối với hai người trở lên. Theo hội đồng xét xử sơ thẩm, bị cáo Hạnh khai nhiều lần môi giới bán dâm nhưng không nhớ rõ thời gian, địa điểm, giá và tên. Do chỉ có duy nhất lời khai của bị cáo và không còn chứng cứ khác để chứng minh nên không có cơ sở buộc bị cáo Hạnh phải chịu trách nhiệm hình sự thuộc trường hợp phạm tội hai lần trở lên. Trước đó, theo cơ quan điều tra, Mỹ Hạnh từng là tiếp viên hàng không của một hãng hàng không, đã nghỉ việc vào cuối năm 2022. Do có quá trình làm việc lâu năm, thường xuyên tiếp cận với nữ tiếp viên của nhiều hãng hàng không, các hot girl, người mẫu ảnh nổi tiếng, Hạnh đã xây dựng hình tượng cô gái trẻ thành đạt trên mạng xã hội với hơn 300.000 lượt theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội, thường xuyên đăng hình ảnh check-in, du lịch tại những nơi nổi tiếng, mua sắm đồ hiệu nhằm lôi kéo các cô gái vào đường dây đi khách. Sau khi quy tụ được các cô gái có ngoại hình bắt mắt, sexy, Mỹ Hạnh đã chỉ đạo cô gái mỗi khi đi khách để bảo đảm an toàn, chỉ được phép liên hệ, trao đổi việc đi khách qua các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo. Tinh vi hơn, Hạnh còn chỉ đạo việc thuê mướn xe hơi sang trọng để đưa đón gái bán hoa, đồng thời chọn nơi hành nghề là các khách sạn, resort hạng sang để qua mắt lực lượng chức năng. Cho đến khi bị bắt giữ để điều tra, Hạnh quản lý trên 30 cô gái sẵn sàng đi khách, trong đó có các nữ tiếp viên của nhiều hãng hàng không và nhiều hot girl, người mẫu ảnh nổi tiếng. Ngoài việc môi giới cho các cô gái trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Hạnh còn môi giới cho các cô gái đi tour, đi tỉnh với số tiền hàng chục triệu đồng mỗi chuyến. Trước đó, qua công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh trật tự và được sự tố giác của nhân dân, Ban Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo phòng PC02 chủ công xác lập chuyên án để đấu tranh khám phá băng ổ nhóm hoạt động môi giới, bán mua thân xác là các tiếp viên hàng không, người mẫu ảnh. Ngày 9 tháng 8 năm 2023, phòng PC02 chủ trì phối hợp công an quận 1 kiểm tra khách sạn trên đường Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Phát hiện tại 4 phòng có 4 cô gái đang mây mưa với khách, gồm một cô gái có tên viết tắt là NTA, 31 tuổi, là tiếp viên hàng không. Một tiếp viên hàng không khác có tên viết tắt là HNQT, 27 tuổi. Ngoài ra còn có hai hot girl, người mẫu ảnh có tên viết tắt là NHKV, 28 tuổi và LTTN, 30 tuổi. Các cô gái khai nhận được Hạnh môi giới đi tiếp khách tại khách sạn trên với giá 1.000 đô la đến 3.000 đô la. Tại cơ quan điều tra, Hạnh khai nhận liên hệ với nhiều tiếp viên hàng không và hot girl, người mẫu ảnh, sau đó gửi hình ảnh các cô gái trong trang phục tiếp viên các hãng hàng không cho khách nhằm thu hút. Số tiền đi khách một lần là 27 triệu, tương đương 1.000 đô la. Khách đi qua đêm với giá 60 triệu, khoảng 3.000 đô la. Mỹ Hạnh thu tiền trực tiếp qua chuyển khoản ngân hàng của khách và chuyển trả cho các cô gái.
mỗi lần môi giới thành công, Hạnh được hưởng 7 triệu đồng một lần. Ngoài việc môi giới, Hạnh còn trực tiếp tham gia đi khách với giá 1.000 đến 3.000 đô qua một số người môi giới cho các khách nam tại địa bàn Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu. Ước tính số tiền thu lợi bất chính trên 1 tỷ đồng. Ngày 10 tháng 8, Phòng Cảnh sát Hình sự PC02 Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành tạm giữ hình sự với Võ Thị Mỹ Hạnh để điều tra về hành vi môi giới, điều hành, tổ chức cho các nữ tiếp viên hàng không, người mẫu ảnh đi vui vẻ với khách. Hiện phòng PC02 đang củng cố tài liệu chứng cứ, đồng thời điều tra mở rộng chuyên án, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Cơ quan cảnh sát điều tra kêu gọi những ai là đồng phạm giúp sức cho Hạnh đến trụ sở phòng PC02, số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1 để đầu thú, để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Việc tiếp viên hàng không đi khách từ lâu đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh uy tín của các hãng hàng không. Một số đối tượng môi giới như cựu tiếp viên hàng không Võ Thị Mỹ Hạnh đi khách cũng đã phải trả giá đắt. Tuy nhiên, mỗi lần những tiếp viên hàng không như Hạnh và các cô Đào là người mẫu ảnh đi khách đã thu về số tiền hàng chục triệu đồng là cám dỗ không thể bước qua. Mặc dù theo thông tin, lương của nghề tiếp viên hàng không ở Việt Nam không hề thấp so với mặt bằng chung thu nhập từ các ngành nghề khác. Bắt hai ông chủ Hàn Quốc điều hành đường dây điều đào cho đồng hương. Những năm gần đây, người nước ngoài vào nước ta ngày càng nhiều, nhập cảnh bằng nhiều hình thức và mục đích khác nhau, cơ bản hoạt động đúng mục đích nhập cảnh, chấp hành tốt các quy định của pháp luật Việt Nam. Tuy nhiên, vẫn còn xảy ra vi phạm pháp luật do người nước ngoài gây ra, như trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, buôn lậu, buôn bán hàng cấm, ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao, đánh bạc, tổ chức đánh bạc qua mạng, tổ chức môi giới bán thân xác cho đồng hương, v.v., gây bức xúc trong nhân dân. Ngày 19 tháng 7 năm 2023, phòng PC02 chủ trì phối hợp cùng công an quận 1 triển khai kế hoạch triệt phá tổ chức hoạt động nhơ nhớp trên. Khoảng 23 giờ 20 phút cùng ngày, lực lượng chức năng kiểm tra nhà hàng Gallery phát hiện Kim Tae Hyun, Lee Hyun Jun, Nguyễn Thị Ngọc Loan cùng 52 tiếp viên nữ, 20 nhân viên phục vụ và nhiều khách nước ngoài đang ăn uống karaoke tại nhà hàng. Qua đấu tranh khai thác, công an phát hiện nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động mua bán thân xác. Ghi nhận việc khách đến mua vui và được nhà hàng móc nối với Lê Tấn Thành để đặt phòng cho khách hàng tại khách sạn Asia Ruby Center Point ở số 4648 Mạc Thị Bưởi, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, nên đưa những người này về cơ quan công an để xác minh làm rõ. Kiểm tra khách sạn Asia Ruby Center Point, công an phát hiện tại phòng 401-702 có hai cặp nam nữ đang có hành vi mua bán thân xác. Làm việc với cơ quan công an, hai khách mua vui người Hàn Quốc sau khi ăn uống hát karaoke tại nhà hàng Gallery thì được quản lý Lee Hyun Jun, Nguyễn Thị Ngọc Loan môi giới cho vui vẻ với hai tiếp viên nữ của nhà hàng với giá 3,8 triệu đồng. Qua điều tra, Kim Tae Hyun khai nhận góp vốn với Cha Jin Jung kinh doanh tại nhà hàng Gallery. Ngay khi cơ quan công an triệu tập Kim Tae Hyun thì Cha Jin Jung đã lẩn trốn qua nhiều tỉnh thành, tìm đường tẩu thoát sang Campuchia bằng đường tiểu ngạch để tìm mọi cách trốn về nước. Tuy nhiên, công an Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện bắt giữ Cha Jin Jung và người tình đang lẩn trốn tại thành phố Cần Thơ. Tại cơ quan điều tra, những người trên khai doanh thu hàng tháng trên 4 tỷ đồng từ các hoạt động mại dâm tại cơ sở trên. Chiều tối 24 tháng 7 năm 2023, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bằng các biện pháp nghiệp vụ đã phát hiện nhà hàng Gallery ở số 160 Bis Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 có biểu hiện hoạt động môi giới bán thân xác mua vui cho người Hàn Quốc. Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt khẩn cấp Kim Tae Hyun, sinh năm 1975, Cha Jin Yong, sinh năm 1977, Nguyễn Thị Ngọc Loan, sinh năm 1989, Lê Tấn Thanh, tức Moon, về hành vi môi giới mại dâm, Bùi Thị Phương Dung, sinh năm 1989, Bùi Duy Hà, sinh năm 1984, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, nhà hàng Gallery hoạt động từ ngày 20 tháng 6 năm 2022 đến khi bị bắt, do hai đối tượng Kim Tae Hyun và Cha Jin Yong, người Hàn Quốc, làm chủ, trực tiếp điều hành mọi hoạt động tại cơ sở. Nhà hàng có 30 phòng hoạt động karaoke không phép, cơ sở chỉ nhận phục vụ khách nước ngoài, chủ yếu là khách Hàn Quốc. Tại nhà hàng có khoảng 80 tiếp viên nữ, 20 nhân viên phục vụ. Khi khách có nhu cầu vui vẻ, thì tổng quản lý Lee Hyun Jun sẽ chỉ đạo các quản lý người Việt Nam trực tiếp điều tiếp viên nữ đến các khách sạn, chung cư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh để bán dâm với khách.
thông qua việc môi giới của quản lý thì tiếp viên nữ sẵn sàng đi khách. Khi khách có nhu cầu, giá mỗi lần vui vẻ từ 2,3 triệu đồng đến 3,8 triệu đồng một lượt. Tiền sẽ được thanh toán trực tiếp cho quản lý của nhà hàng. Bước đầu, công an thành phố Hồ Chí Minh xác định Kim Tae-hyun và Cha Jin-yong cùng Lee Hyun-jun và các quản lý người Việt Nam Nguyễn Thị Ngọc Loan, Moon hoạt động môi giới dịch vụ mua bán thân xác cho người nước ngoài. Để tránh sự truy quét của lực lượng chức năng, cơ sở kinh doanh trên có hệ thống báo động như bộ đàm, đèn báo sáng, tự động tắt âm thanh, TV. Khi phát hiện có lực lượng chức năng đến kiểm tra, phía trước cổng nhà hàng luôn có từ 3 đến 5 bảo vệ, 4 tài xế và xe ô tô đợi sẵn để đưa đón khách và nhân viên nữ từ nhà hàng đến địa điểm đã được định sẵn. Cửa cổng luôn được khép hoặc đóng lại và được đề phòng nghiêm ngặt, cảnh giác. Những kẻ cầm đầu thường xuyên chỉ đạo tuyển dụng thêm lực lượng bảo vệ, cảnh giới nghiêm ngặt. Thay đổi ký hiệu mỗi lần mua bán thân xác trên hóa đơn tính tiền bằng các từ lóng, ám thị hoạt động vui vẻ, gây nhiều khó khăn trong công tác xác minh thu thập thông tin của lực lượng chức năng. Bằng thủ đoạn như hứa trả lương và tiền hoa hồng cao, chủ nhà hàng đã lôi kéo được nhiều quản lý người Hàn Quốc và má mì người Việt Nam về làm việc. Hoạt động mua bán thân xác tại nhà hàng luôn trong tình trạng quá tải hết phòng. Nhà hàng này chỉ tiếp khách nước ngoài, Hàn Quốc, có hộ chiếu xác nhận quốc tịch, được khách quen bảo lãnh, thường xuyên thay đổi địa điểm giao dịch mua bán thân xác, như bố trí cho tiếp viên nữ bán thân tại các căn hộ chung cư cao cấp, những khu biệt thự, nhà riêng có bảo vệ cảnh giới. Ngoài ra, hai chủ nhà hàng Kim Tú Ông khai nhận còn đưa 120 triệu đồng để Bùi Thị Phương Dung, sinh năm 1989, Bùi Duy Hà, sinh năm 1984, đứng ra đi ngoại giao với các cơ quan chức năng có liên quan nhằm để không bị kiểm tra. Hiện tại, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đang mở rộng điều tra vụ án để xử lý các đối tượng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!